ngày mà Chúa sẽ đến, chúng ta sẽ cùng tài tử với Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa và hát hát nền. And throughout eternity, I sing your praises, and I ran with you throughout eternity. Bài ca kế tiếp chúng ta sẽ hát là Khóa Vui Thuộc Chúa. Thank you.
I own it all to thee. Tôi sẽ hát câu nào đây và chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ hát chung với nhau.
nếu chúng ta mời cả hai có vấn đề còn thì anh biết. Và Milan từ ở San Jose có đến đây và trước khi quý đi nhà thờ thì Milan có gọi điện thoại cho quý tới giờ mục sư quốc. Nếu có thể được thì ông anh của Mỹ Lan đang bị cái đường ruột đó, để ông hơi khó chịu và muốn nếu mà có thể được hôm nay chúng ta sau giờ nhóm chúng ta có thể đến tận nhà của anh Dũng ở Anaheim ở đường Bo cũng gần đây và Mỹ Lan xin phép mục sư quốc cũng như mục sư Lào có thể đến cầu nguyện và có mẹ của Mỹ Lan đã từng tin Chúa ở đây rồi. Và Milan cũng đã tin Chúa ở trên hội thánh San Jose. Đây cũng là một cơ hội để xin phép hội thánh cầu nguyện cho ông anh của Milan tên là Dũng. Quý vị cũng biết tôi đã tôi đang đến cũng mình là cũng tôi cũng chưa là tại đây cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị để ông đỡ được tiếp nhận Chúa. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho cháu Hồng Ân, con gái của anh chị từ vườn Nga bị bệnh lupus. Tiếp tục xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho mục sư Nguyễn Quốc Bảo. Tuần rồi thì ông đã vào nhà thương để kiểm gan trở lại. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho ông để Chúa sớm chữa cho ông được hoàn toàn bình phục để trở lại hầu việc Chúa với chúng ta. Chị Thu Hương ở đây có đây không ạ? Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cô Thu Hương. Sức khỏe cô đã tiến bộ nhưng mà chưa bình phục hoàn toàn. Và chúng ta cầu nguyện cho mục sư Đặng Ngọc Báu đang hầu việc Chúa tại châu Âu trong 2 tuần tới. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mục sư hội trưởng chúng ta Phan Phước Lào tuần tới sẽ đi Arizona và cuối tháng 5 này sẽ đi Michigan. Hôm nay ông tổng thư ký đi đến đây nhóm với chúng ta. Tuần tới thì chúng ta sẽ có chương trình cầu nguyện Chúa ngày các bà mẹ và có một sự dương sẽ chia sẻ với chúng ta. Quý vị tham gia cũng như mấy bà thì xin lại đọc một bài hát cho tuần để mở đề và mấy ông thì chuẩn bị tinh thần để mua hoa cho các bà nha. Thì chúng ta cùng nhau đứng dậy để chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu chủ cần, vì vui mừng vì chúng con được đến đây để cùng tôn thờ cả ngày Chúa của sáng nay. Chúng con biết rằng Chúa là đấng bao bọc che chở chúng con, Chúa là đấng chữa lành cho những người bệnh. Thế chúng con nhớ hết những anh em còn đau yếu thân thể, anh của cô Chị Lan, cháu Hồng Ân, chị Bảo, cô Thu Hương và tất cả những anh chị em, ông bà, con cái Chúa trong một tháng này ai còn bệnh, đau yếu trong thân thể, giờ đến tay yêu thương được quyền năng của Ngài, chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con nhiều lắm, Ngài muốn để con cái Ngài đau đớn. Xin Ngài tiếp tục chữa lành, nâng đỡ để chúng con có cớ cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài, tình yêu của Ngài dồi dào chúng con có cớ cảm ơn Ngài. Sáng nay chúng con có một số tiền dâng lên cho Chúa để dùng số tiền này phục vụ Chúa, có những cơ sở để chúng con cầu nguyện Chúa tốt hơn. Con cảm ơn Chúa vì những điều đó. Chúa tiếp tục chúc trợ cho chúng ta cũng như ban phước cho tất cả những con dân Chúa đã dân hiến điều này cho Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau cùng đi với Chúa Giêsu.
tôn vinh Chúa bài thánh ca nguồn trong thầy muôn đời để nhớ về những kỷ niệm ngày đầu thuở thanh niên rất là trẻ được sống sót qua một con tàu định mệnh, và con tàu đó bị chìm và tất cả mọi người trên chiếc tàu đó đều chết hết và chỉ có được mấy người sống sót mà thôi. Thì trong đó có một thanh niên rất là trẻ chưa biết Chúa, thì khi vào trại thì nghe được lời của Chúa thì tin nhận Chúa, và sau đó anh đã viết một số bài hát rất là đầy ơn Chúa, và bài đó, một trong những bài đó là nguồn trong cậy muôn đời. Cái lúc đó khi anh viết bài này thì có tôi ở trong trại tị nạn và hai chị em cùng nhau để mà góp giúp nhau về vấn đề mà về Kinh Thánh, giải thích thêm Kinh Thánh cho anh, thì anh viết ra những cái bài rất là hay, cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và tôi xin hát nguồn trong đầy muôn đời của Trần Quốc Bảo. Dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dầu trong nơi thương đau, tôi chẳng vâng vâng sầu. Dù mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vững bước tới. Dầu trong gai đau thương, tôi có Chúa soi bao đau buồn. Chiến quên pha tấn trăng giữ thôi, tôi nào thiếu thốn chi. Người đưa tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đâu có tươi, vào trong thank you.
Nhưng mà tôi đi đâu đó thì thường tất cả những
sứ điệp nó thường chừng 3 hoặc 4 chữ thôi. Cho nên hôm nay quý vị nhớ lần trước mình học với nhau 3 chữ gì không? Dạ. Quý vị nhớ lần trước mình học với nhau 3 chữ đó là quên hết rồi. À. Oh. Chết để sống hay là sống để chết? À, chết để sống phải không? Đó là cái chữ ba chữ mà tháng trước mà hai tháng trước mình học với nhau phải không? À, sau khi mình học xong 2 tháng rồi, bây giờ nó chết hay là nó đang sống? Dạ, nó chết hết chưa? Dạ, hay là nó còn sống nhen reng? À, xác thịt mình nó vẫn còn sống nhen reng đó phải không? Hay là mình xác thịt mình nó chết rồi? Con người cũ của mình nó chết rồi? Hay là con nó vẫn sống đó? Nó vẫn sống hả? Ờ, thôi thua rồi, bây giờ mình học lại bài đó nha. Giờ mình học lại bài đó, được chưa? À, sau khi mình học 3 chữ chết để sống, thưa quý vị, hội thánh của Chúa mà không chết xác thịt, không chết con người cũ của mình, không chết cái bản ngã của mình, thì hội thánh sẽ chết. Nhưng nếu hội thánh của Chúa mà chúng ta chết con người cũ, chết cái bản ngã của mình, chết cái xác thịt của mình, thì chúng ta sẽ sống và hội thánh sẽ sống. Hội thánh mà không chết đi tội lỗi của mình, không chết đi con người xác thịt ham muốn xác dục của mình, ham muốn thế gian này, thì hội thánh chỉ có gây gỗ với nhau và đi đến cái chỗ lùm bài mà thôi. Không cần biết hội thánh là loại thánh nào. Nhưng nếu chúng ta không chết con người cũ của mình, không chết cái bản ngã của mình, không chết cái xác thịt của mình, thì thưa quý vị, chúng ta là người làm hư hội thánh, chứ không phải là người xây dựng hội thánh của Chúa. Vì vậy ai trong chúng ta ở đây cũng muốn xây dựng hội thánh của Chúa đúng không? Có ai muốn đến đây để phá hội thánh không? Không ai đến đây để muốn phá hội thánh cả. Nhưng tất cả chúng ta đều đến đây để làm gì? Để xây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà để xây dựng hội thánh của Chúa thì mình phải chết thôi à. Mình vô đây mà mình không chết con người của mình, mà cái việc mình góp phần vào xây dựng hội thánh của Chúa, vô hình chung mình đang phá hội thánh của Chúa. Mình đang làm hư hội thánh của Chúa tại đây. Cho nên thưa quý vị, chỗ này không có chỗ để cho chúng ta vô đây phá hư hội thánh của Chúa. Chỗ này chỉ có chỗ dành cho những người sẵn lòng hy sinh, chết con người của mình, chết với thế gian này, chết với bản ngã của mình, để cùng đứng với nhau xây dựng vương quốc của Chúa ở tại đây. Quý vị amen điều đó không? Đồng ý không? Về đời này nó chết thiệt nha, đừng chết giả nha. Quý vị có biết chết giả không? Mình có thấy gặp ai chết giả chưa? Có những người dỗ bội chết đó phải không? À, nhưng mà tôi không nghĩ là mình chết giả để mình làm hư hội thánh của Chúa đâu. Ước nào mình chết thiệt để mình dự phần với đại tớ của Chúa, để xây dựng vương quốc của Chúa tại đây. Ngày hôm nay ba chữ kế tiếp chúng ta cùng học với nhau đó là gì? Đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, một cái nếp sống đẹp lòng Chúa của quý vị và tôi ở đây, nó không phải là cái việc mình chọn lựa hay không chọn lựa. Cái này không phải là option. Sống đẹp lòng Chúa của người tin Chúa, nó là một duty, một trách nhiệm, một trọng trách của mình, chứ nó không phải là một option. Mình chọn sống đẹp lòng Chúa hoặc là không đẹp lòng Chúa là cái chọn lựa của mình, thưa không? Là người tin Chúa, quý vị và tôi phải biết rằng cái trách nhiệm của chúng ta sống đẹp lòng Chúa, đó là trọng trách của mình, chứ không phải sự chọn lựa mình sống đẹp lòng Chúa hoặc là không sống đẹp lòng Chúa tùy sự chọn lựa của chúng ta, không phải vậy. Vì vậy người tin Chúa chúng ta phải hiểu được điều này, sống đẹp lòng Chúa nó là một trọng trách của từng cuộc đời của chúng ta. Không phải chúng ta vô trong nhà thờ này mới sống đẹp lòng Chúa thôi, nhưng chúng ta sống đẹp lòng Chúa với một cái trọng trách ở khắp mọi nơi trong cuộc đời của mình. Sống đẹp lòng Chúa nó không phải không những là một trọng trách, nhưng mà sống đẹp lòng Chúa nó là mục tiêu của những người muốn xây dựng hội thánh của Chúa. Cho nên hồi nãy mình xác định với nhau mình vô đây để làm gì? Để xây dựng hội thánh của Chúa đúng không? Như vậy là cái việc sống đẹp lòng Chúa là gì? Là mục tiêu của chúng ta.
mục tiêu của chúng ta vào đây để sống hiệp tác với nhau, đứng với nhau, sống với nhau và làm đẹp lòng Chúa. Đó là mục tiêu của chúng ta. Ngoài trách nhiệm ra thì sống đẹp lòng Chúa nó còn là mục tiêu cho những người muốn giữ phần nào ở trong công việc của Chúa nữa. Quý vị ơi, sống đẹp lòng Chúa còn được bày tỏ qua cái hành động của chúng ta, công việc làm của chúng ta. Chúng ta không nói, ồ tôi sống đẹp lòng Chúa nhưng mà không có việc làm. Không có cái đó. Mình nói ai trong chúng ta cũng muốn sống đẹp lòng Chúa đó. Nhưng cái hành động của cái người sống đẹp lòng Chúa là cái gì? Mình có cái điều đó được bày tỏ ra hay là nó chỉ là lời nói sống đẹp lòng Chúa mà thôi? Thưa quý vị, mình không, hội thánh của Chúa không cần những người nói rằng tôi sống đẹp lòng Chúa, nhưng hội thánh của Chúa đang cần những con người thật sự sống đẹp lòng Chúa. Hành động và sống với hành động đó, để sống với cái hành động đó. Thưa quý vị, hội thánh của chúng ta ở đây đang làm cái gì? Đang bắt đầu được xây dựng, bắt đầu được mấy tháng rồi? Ba tháng rưỡi rồi hả? Còn bữa nay đầu tháng 5 rồi phải không? Wow, cũng 4 tháng rồi hả? Sau 4 tháng đó thì sao? Yeah. Sau 4 tháng chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị bán tháo phải không? 4 tháng rồi, bây giờ chuẩn bị bán tháo phải không? Không. Mình làm gì? Sau 4 tháng mình thấy chuyện gì xảy ra? Sau 4 tháng mình có thấy thật sự mình đang xây dựng hội thánh chưa? Yes. Sau 4 tháng mình có một cái nếp sống đang xây dựng hội thánh chưa? Hay là mình đang làm hư hội thánh của Chúa? Mình làm hư hội thánh của Chúa bằng cái nhiều chuyện của mình. Mình làm hư hội thánh của Chúa bằng cái thèo lẻo của mình. Mình làm hư hội thánh của Chúa bằng cái nhiều chuyện, bằng cái thầy lai chuyện. Mình làm hư hội thánh bởi những cái chuyện tào lao không à? Mà xây dựng thì không bao nhiêu, mà làm hư thì nhiều. Chứ cầu nguyện xin Chúa cứu mình, phải không? Chúa cứu mình để mình vô đây. Thật sự mình có thể chết đi cái gì đó trong cuộc đời của mình để mình góp phần xây dựng hội thánh của Chúa. Sau 4 tháng mình thấy sao? Mình kêu lại, xem lại điều đó. Thưa quý vị, sau 4 tháng mình thấy có cái hình ảnh nào của hề nóc ở trong nhà thờ mình không? Hề nóc sao? Dạ. Đồng đi với Chúa. Làm sao không được đồng đi với Chúa? À, ông sống đẹp đi Chúa. Ông sống đẹp lòng Chúa bằng cái gì? À, đức tin. Mình phải sống bằng đức tin không? Hay là mình vô đây mình thấy, ồ, cái này dạy cái kia dạy, ồ, cái gì thì đâu mà có mấy người mà mừng 3,000 mấy bạc. Vậy là thấy rớt rồi, thấy thua rồi, thấy không? Cái trình này người mà đã chiến thắng 3,000 mấy chưa tính mấy cái chuyện lập gặp. Họ còn chưa nói cái chuyện lương cho mục sư nữa đó, phụ cấp cho mục sư rồi. Ông ta không có luôn á. Ông không những không bỏ tiền tôi, ông không những bỏ tiền tôi ra để lo công việc Chúa mà còn bị phiền cái này phiền cái kia nữa. Phải không? Vậy mình xây dựng sao? Bỏ tiền túi ra, bỏ công, bỏ sức, bỏ năng lực, bỏ đủ thứ ra. Là cũng phiền đủ điều rồi. Thế mình cầu nguyện xin Chúa thương xót. Mình có cái đức tin để mình xây dựng hội thánh của Chúa không? Hay là mình cả nhìn vô cái điều này, điều kia, điều nọ. Mình bước vô đây, mình bằng đức tin mình đi tới. Ông hay nóc, ông sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là bởi vì sao? Bởi vì ông có đức tin. Kinh Thánh nói là gì? Hay nóc đồng đi với Đức Chúa Trời bởi vì người được chứng là sống vừa lòng Chúa. Bởi vì ông có cái lời đức tin cho nên Chúa nói là Kinh Thánh Hebrew đoạn 10, đoạn 11 câu 5 nói gì? Câu 6 nói gì? Nếu không bởi đức tin thì không ai sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bước vô trong một cộng đồng đức tin, bước vô trong hội thánh của Chúa mà chúng ta không bước vô đầy bằng đức tin để chúng ta cùng đứng với nhau xây dựng hội thánh của Chúa thì thứ nhất mình chưa làm đẹp lòng Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà không những mình không đẹp lòng Đức Chúa Trời
mà mình còn làm cho công việc Chúa nó đi đến cái chỗ tốt hơn nữa. Vì vậy thưa quý vị, Chúa Giêsu cũng để lại cho chúng ta một cái gương. Chúa Giêsu, quý vị nhớ cái Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một cái gương sống đẹp lòng Chúa là gì không? Dạ, quý vị nhớ một câu nói từ trời phát xuống không? Dạ, này là con yêu dấu ta, đem lòng ta mọi đàn thờ Chúa. Này là con yêu dấu ta, đem lòng ta mọi đàn và Chúa. Đức Chúa Cha nhìn từ trên xuống, nhìn từ trên xuống và Chúa nói gì? Này là con yêu dấu ta, đem lòng ta mọi đàn. Bây giờ Chúa nhìn từ trên cao xuống, Chúa nhìn thấy từng cuộc đời của chúng ta. Chúa nói rằng này là con yêu dấu ta, đem lòng ta mọi đàn, phải không? Hay là con cháu chồng, này là con yêu dấu ta, sao mà hỡi ơi thế này, sao mà kỳ thế này, đang lại tốt lắm mà thời sao nó như thế này. Cha xét lại, mình thấy mình đẹp lòng Chúa chưa? Nếu mà Chúa nói này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàn là vui lắm à, phải không? Nhưng mà nếu chưa thật sự điều đó thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta cần phải làm gì? Đây là lúc chúng ta cần phải lắng lòng xuống, tra xét, suy nghĩ một chút là những năm tháng qua, thì mình tính 4 tháng này thôi, đừng tính nhiều, 4 tháng này thôi, mình thật sự đẹp lòng Chúa. Cái cách sống của mình có đẹp lòng Chúa, cái cách sống của mình có đẹp lòng Chúa ở nhà, cách sống của mình có đẹp lòng Chúa ở hội thánh, cách sống của mình có đẹp lòng Chúa ở trong cái cộng đồng đức tin, hoặc là nơi chỗ công sở của mình không? Nếu tôi hỏi một người bạn thân của quý vị, người đó sẽ nói gì về chính cuộc đời của mình? Nếu tôi hỏi một người bạn thân, chị Thuyết, chị có bạn thân ở đây không? Thôi. Nếu tôi hỏi một người bạn thân của chị, thì người đó sẽ nói gì? Đẹp lòng Chúa mọi đàn hay là chấm chấm chấm? Phải không? Công việc, nếu mà hỏi anh Quốc Bảo đó, cái người mà viết cái bài hát đó, hỏi về công việc thì anh đã nói gì? Ồ, đẹp lòng Chúa mọi đàn hay là sao? Cũng chấm chấm chấm. Cái chấm 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 nó nguy hiểm lắm đó. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta thấy được thật sự mình đẹp lòng Chúa. Em thưa quý vị, để chúng ta thấy được mình là người thật sự đẹp lòng Chúa hay là không đẹp lòng Chúa, hay Chúa đẹp lòng Chúa, chúng ta suy nghĩ điểm thứ nhất, đó là những người, những cuộc đời sống đẹp lòng Chúa. Những cuộc đời sống đẹp lòng Chúa là những cuộc đời, những cuộc đời không sống đẹp lòng Chúa là những cuộc đời như thế này. Thứ nhất, những cuộc đời không sống đẹp lòng Chúa đó là những cuộc đời chỉ biết sống cho mình, chỉ biết sống cho mình. Kinh Thánh chép như thế này, Roma đoạn 15 câu 1 câu 3 chép như thế này: chúng ta là những người mạnh gánh vác những người khiếm khuyết của người yếu. Chúng ta là những người mạnh gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không phải chỉ biết vừa lòng cho chính mình. Người đẹp lòng Chúa là người không làm vừa lòng cho chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ, để giúp ích và xây dựng họ. Vì Đấng Christ không làm vừa lòng chính mình, như có chép lời nhục mạ của kẻ phỉ báng Ngài đã đổ lên con. Thưa quý vị, Chúa chấp nhận mọi cái sự phỉ báng đó để làm gì? Để xây dựng vương quốc của Chúa. Ở đây là gì? Câu 2 là mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ. Nếu chúng ta vô đây mà chỉ muốn được lòng của mình mà thôi,
chúng ta không sẽ nhìn được. Nhưng nếu chúng ta vô đây để chúng ta cùng giúp ích với nhau, vì vừa lòng người lân cận mình, giúp ích với nhau, chúng ta sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Và nếu chúng ta chỉ biết cho chính mình mà thôi, mình không xây dựng được cái gì hết. Không những không xây dựng được chính mình mà không xây dựng được những người xung quanh. Cho nên thưa quý vị, cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy những người không sống đẹp lòng Chúa là những người chỉ biết vừa lòng mình mà thôi. Như có lần tôi nói đó phải không? Ngày đầu tiên mình khai trương ở đây, mình vô đây mà mình muốn làm đầu thì sao? Yeah. Mình vô đây mình muốn làm đầu thì có ngày cái đầu của mình nó cũng sớm rơi trước các bạn, nó rụng trước. Nhưng mà Chúa làm đầu thì sao? Chúa phải làm đầu hội thánh của Chúa. Mặc dầu một sư quốc là người lãnh đạo của chúng ta, nhưng mà Chúa phải làm đầu hội thánh của Chúa. Tất cả chúng ta đều hợp tác với đầy tớ của Chúa để làm gì? Để xây dựng vương quốc của Chúa và giúp lẫn nhau để xây dựng vương quốc của Chúa. Và cảm ơn Chúa, nếu chúng ta vào đây chỉ muốn vừa lòng mình mà thôi thì chắc chắn chúng ta không xây dựng được. Ông phải vậy, bà phải ông kia, chú phải nọ. Khi riết rồi cái ông dạy bà kia chú nọ riết mà không có muốn làm vừa lòng Chúa, không có cái nếp sống vừa lòng Chúa, chỉ mình muốn dạy là phải dạy, không dạy là tôi đi, phải dạy mới được. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa thương xót. Cái điểm thứ nhì mà một người không sống đẹp lòng Chúa đó là chỉ biết sống vừa lòng mọi người. Muốn làm vừa lòng mọi người, một sư mà muốn làm vừa lòng mọi người thì cuối cùng một sư đã ăn rồi chỉ ăn cái lòng, cái chịu lụy hết người này tới người kia. Người nào nói cũng nghe hết, chuyện nào nói bên này cái xây bên này, cái người kia nói quay cái xây bên này, người kia nói cái nào cái xây bên này, ăn được cái làm vừa lòng con người thôi. Và thưa quý vị, cái thánh Galati là một con người chết như thế này. Còn bây giờ tôi muốn được làm loài người hay là Đức Chúa Trời? Ngay bây giờ này, chúng ta muốn vừa lòng Đức Chúa Trời hay là muốn vừa lòng con người? Phải vừa lòng Đức Chúa Trời thôi. Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ. Nếu chúng ta vẫn sống ở trong một cái môi trường mà cứ làm đẹp lòng hết người này tới người kia tới người nọ thì thưa quý vị, chúng ta không là đầy tớ thật của Đấng Christ, không là những người tin Chúa thật. Chúng ta bước vô đây, chúng ta làm vừa lòng Đấng Christ và giúp đỡ lẫn nhau để làm gì? Để xây dựng nước của Đức Chúa Trời, xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta bước vô đây hay là chúng ta hàng ngày, cuộc sống hàng ngày của chúng ta không phải vừa lòng, làm vừa lòng người này, làm vừa lòng người kia, làm vừa lòng người nọ. Các cụ nói rằng chính người thì chắc không, phải chính người mười ý không? Dạ hơn hả? Hơn mười ý sao? Chính người mà hơn mười ý được? Một người ba ba ý luôn hả? Chính người mười ý hả? Vậy sao ông sư quốc không chịu nói? Rồi ban thờ phượng nội đứng nguyên vàng lên đây, ở dưới đó thì ít nhất cũng có 10 ý thì nó ý rồi phải không? Rồi nội chọn cái bài hát để hát xong đó, nội chọn cái bài hát không mà cũng chọn cái chưa xong hát, chưa kịp xong là đã có 11 ý để góp ý rồi phải không? Nội cái cách ăn bận của cái ông mục sư đó là cũng đã 14, 15 ý rồi phải không?
Rồi cái ông đám trống mà không gõ rầm rầm tới nữa là cũng 16, 17 ý được rồi đó. Mà cả ông đánh bass mà ông đánh bùm 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 rồi biết cái lỗ tai nữa là cũng 18, 19 ý rồi phải không? Mà âm thanh chút khổ, chút lên, chút xuống là cũng 12, chút ý rồi phải không? Nó tùm lum đấy. Thưa quý vị, chúng ta bước vô trong hội thánh của Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta không phải để làm vừa lòng nhau, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta để làm gì? Chúa kêu gọi chúng ta làm vừa lòng Chúa, là Đấng đã gọi và mua chuộc tình cuộc đời của chúng ta. Hãy sống làm vừa lòng Chúa, đừng làm vừa lòng con người nữa. Thưa quý vị, cái người mà sống không vừa lòng Chúa đó là chỉ sống theo xác thịt. Thứ nhất, người không vừa lòng Chúa đó là sống sạch, không chỉ biết trong hình. Cái thứ hai là sống sạch, sống muốn vừa lòng người ta. Thứ ba là gì? Sống vừa lòng xác thịt của mình. Sống cho nó thỏa mãn cái xác thịt của mình. Thưa quý vị, Roma 8 và 8 của chính chép như thế này: người sống theo xác thịt thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người sống theo xác thịt thì sao? Đẹp lòng ai? Người sống theo xác thịt sẽ đẹp lòng với những người sống theo xác thịt. Người sống theo xác thịt, gặp vô là nói khi mà ra đúng đài rồi đó. Ra đúng đài rồi thôi, phát tới bến luôn. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa thương sao Chúa cứu mình. Người sống theo xác thịt là ưa đẹp lòng nhau. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta. Người sống theo xác thịt không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy không thuộc về Ngài. Lời Chúa nói đây, tôi không nói, nhưng mà lời Chúa nói đúng không? Tôi đọc lại lời Chúa nói này: nhưng nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở đâu? Ở trong anh em. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong từng cuộc đời của chúng ta ngồi đây ngày hôm nay thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta không sống theo xác thịt. Chúng ta không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh, mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về ta. Ta xem lại, còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì không thuộc về Chúa. Khi vì là tôi thuộc về ai? Có thuộc về xác thịt không? Hay là chúng ta thuộc về Thánh Linh? Là thuộc về Thánh Linh. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Thứ nhất, những người sống không đẹp lòng Chúa là những người, thứ nhất là sống theo, chỉ sống cho mình. Cái điểm thứ nhì là sống vừa lòng người khác. Cái điểm thứ ba là sống theo xác thịt. Điểm thứ tư là không sống bằng đức tin. Không sống bằng đức tin, chúng ta không sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Hebrew nói gì? Không có đức tin thì không thể nào hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng Ngài có. Ngài thật sự. Quý vị nghĩ mình Chúa đang ở đây với mình không? Yeah.
Ồ, thưa quý vị, chúng ta đôi khi mình nói vậy, nhưng cái thực tế của mình không biết Chúa nằm ở đâu, nó quá trừu tượng đi, không thấy cái gì ở trong cuộc đời của mình đó. Mình làm công việc, mình làm bận rộn đủ điều hết trơn á, nhưng mà không có cái cảm nhận, không có cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Mình mệt mỏi, mình buồn rầu, mình rầu rĩ, mình nặng nề, mình khó khăn, mình bực bội, mình đòi hỏi, mình chiều theo xác thịt, đủ điều hết trơn. Nói năng cũng không hiểu được là cái nói của mình đó, sự hiện diện của Chúa nó nằm ở đâu. Cái hành động của mình cũng không biết rằng Chúa nó nằm ở chỗ đó hay không. Cái việc mình tôn vinh Chúa ở đây, mình có biết rằng Chúa đang hiện diện với mình hay không? Chỉ lên hát là sợ gặp nhiệm biết không? Lên không biết, ráng nghe không nghe, không thôi hát gặp nhiệm. Mình có thấy rằng trong tất cả những điều đó, mình đang để Chúa qua một bên không? Mình làm cái công việc mà mình không có cái sự hiện diện của Chúa ở bên mình đâu. Ôi, cầu nguyện xin Chúa cho mình có cái đức tin. Đức tin mỗi khi mình bước vô, mình giữ phần một điều gì đó. Chúa ơi, con làm việc này bằng đức tin. Con tôn vinh Chúa bằng đức tin. Con phục vụ Chúa bằng đức tin. Con hầu việc Chúa bằng đức tin. Con giảng bằng đức tin. Con viết bài giảng này bằng đức tin. Con đi làm chứng bằng đức tin. Con chỉnh âm thanh bằng đức tin. Con chỉnh PowerPoint bằng đức tin. Con nấu ăn bằng đức tin. Chứ không phải cái nhào vô là cứ nấu đi chợ về là nấu. Phải không chị nghe? Đi chợ về là đâu à? Ngon dở thì ông cầm biết. Dù ai ăn khen ngon thì vui, ai chê dở thì sao? Tao không nấu được á. Ai chút nữa ai mà ra mà ăn đồ ăn mà chê dở là đừng ăn nữa. Anh thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta làm cái gì cũng bằng đức tin. Nếu chúng ta không làm bằng đức tin, không sống bằng đức tin, không hành động bằng đức tin, không đi thờ phượng bằng đức tin, thì chúng ta cũng không làm đẹp lòng Chúa đâu. Nếu không có đức tin, dầu chúng ta làm cái gì cũng không đẹp lòng Chúa, kể cả việc phục vụ Chúa, kể cả việc chúng ta làm công việc Chúa. Mà làm công việc Chúa mà không có đức tin thì càng làm buồn lòng Chúa. Mình làm cái chuyện ở ngoài đó không có đức tin không nói gì. Mình đi làm cái hãng sữa mình không có đức tin không nói gì. Nhưng mà mình phục vụ Chúa, mình hầu việc Chúa, mình đi thờ phượng Chúa mà không bởi đức tin đó, thưa quý vị, đó là cái chúng ta làm buồn lòng Chúa hơn hết. Em cầu xin Chúa thương chúng ta, đừng nghĩ đi nhà thờ cái là sáng dậy thức dậy rồi ăn uống sửa xong rồi đi nhà thờ cái là xong đâu. Vô nghe được ông giảng gì đó, giảng không giảng thì nồi đó ngủ ngủ cũng được, không sao đâu. Rồi xong rồi đi về rồi cũng xong chủ nhật. Cái chuyện chúng ta làm những điều đó mà không bởi đức tin là chúng ta đang phạm lỗi với Chúa. Có bốn điều một người sống không vừa lòng Chúa đó là gì? Ông đã nghe. Bốn điều một người sống không vừa lòng Chúa đó là chỉ vừa lòng mình. Rồi gì nữa? Vừa lòng người ta. Rồi vừa lòng ai? Vừa lòng gì? Vừa lòng xác thịt. Rồi thứ ba là thứ tư là gì? Sống bằng đức tin. Không có đức tin ở trong mọi sinh hoạt của mình. Đó là những cái mà chúng ta không vừa lòng Chúa. Và cái điều thứ nhì là những người sống đẹp lòng Chúa. Hồi nãy giờ những cái người bốn cái thành phần kia đó, bây giờ mình đẩy ra khỏi cuộc đời của mình nha. Bây giờ đây là bốn người mà mình phải giữ lại này. Đây là những người mình cần phải giữ lại này. Thứ nhất, những người tìm kiếm điều ngay thẳng từ Chúa, đó là những người sống đẹp lòng Chúa.
Đức Chúa Trời. Mình đang tìm kiếm cái gì? Mình tìm kiếm những điều ngay thẳng từ Chúa, hay là mình tìm kiếm cái gì ở ngoài đường kia? Kinh Thánh dạy chúng ta trong các phụ nhất như thế này: vậy xin Chúa ban cho đầy tớ của Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai. Vì ai có thể xét đoán dân đông đảo này của Chúa? Chúa hài lòng vì Salomon xin điều này. Quý vị thấy câu chuyện này không? Chúa cho Salomon một điều cầu xin. Ông xin giàu, không xin giàu, không xin quyền lực, không xin cái gì mà ông xin cái gì? Ông xin cái điều khôn ngoan, ông xin cái điều tốt lành, thì ông xin cái điều đó, và chính cái điều đó nó làm gì? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tìm kiếm những điều ngay thẳng là những điều mà Chúa hài lòng. Đừng ngồi đó mà soi mói những cái sai trật của người này, sai trật của người kia. Ai trong chúng ta cũng sai hết. Ai trong chúng ta cũng có nan đề hết á. Đừng ngồi đó mà soi cái này, mói cái kia, móc cái nào. Làm thưa quý vị, mình làm như vậy thì mình xin Chúa thương xong rồi. Chúa ơi, xin Chúa cho con cái lòng, tấm lòng trong sáng. Xin Chúa cho con cái lòng trong sáng để con phân biệt được đâu đúng đâu sai. Điều gì đúng, điều gì sai ở trong hội thánh của Chúa, ở trong dân sự của Chúa, không phải những gì mình thấy ở bên ngoài đó đều là đúng hết đâu. Nhưng cái gì nó là nền tảng của Kinh Thánh, cái gì nó là nền tảng của Đức Chúa Trời đã trải ra trong hội thánh của Chúa, hãy nhìn vào đó mà xây dựng hội thánh của Chúa. Tìm kiếm điều đó mà xây dựng với nhau. Đừng có ngồi đó để thấy điều này sai, điều kia trật, điều nọ đúng. Thưa quý vị, hãy đeo đuổi sự ngay thẳng và tìm kiếm điều mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta. Đó là sự khôn ngoan từ trên cao để xây dựng hội thánh của Chúa. Amen. Tìm kiếm sự khôn ngoan đó. Đừng đem cái khôn ngoan ngoài đời vô. Đừng đem cái khôn ngoan hoặc là đem những cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Tôi luôn luôn kêu gọi dân sự của Chúa, đặc biệt hội thánh ở San Jose, muốn xây dựng một hội thánh, mình phải xây dựng ở trên lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm điều đó. Bởi vì sao? Mình là những con người tổn thương, mình là những con người bị tổn thương. Rồi tổn thương quá rồi mình gom lại với nhau làm gì? Gom lại với nhau để xây dựng một cái gì đó nó mới hơn. Nhưng mà mình đem một cái con người tổn thương đó, mình vô đây để mình cùng xây dựng một cái gì đó mới. Tôi tổn thương cho nên giờ tôi muốn được lành. Thì ai cũng muốn được lành đấy. Mình không giúp nhau được lành thì ai giúp nhau được cái gì khác. Cho nên thưa quý vị, mình đi mỗi người một hướng, mỗi người một nơi. Bây giờ tổn thương quá, mình gom lại với nhau để mình hình thành một cái hướng đi mới. Và nếu chúng ta không bỏ cái tổn thương đó, không loại cái tổn thương đó ra để mình xây dựng với nhau, thì thưa quý vị, chính những tổn thương đó sẽ làm tổn thương nhau nữa. Mình ăn rồi mình cứ sợ tổn thương riết, mình không dám làm gì để xây dựng. Do ai cũng sợ tổn thương hết, rút lại ở trong cái chỗ tổn thương của mình. Cái ai mà làm cái gì tổn thương hết nhảy qua cả, đụng vô cái vết thương nó nhảy đi chỗ khác cả. Mình không xây dựng được. Cho nên đừng đem những cái gì từ cái chỗ mà tổn thương đó để xây dựng một cái mới, là bởi vì nó sẽ hình thành một nơi để chính mình bị tổn thương nữa. Chúa nói là rằng đừng đem cái gì rượu cũ với bình ga mới ha. Quý vị nhớ rượu cũ với bình ga mới không? Yeah. Mình có một cái hướng đi mới mà mình đem mình đổ hết cái cũ nó vô rồi sao?
Rồi cuối cùng bình gian mới nó cũng bể, mà rượu nó cũng không có. Cho nên thưa quý vị, mình cầu nguyện xin Chúa cho mình tìm kiếm cái điều ngay thẳng công chính ở trong Chúa để mình xây mới. Đừng đưa những cái cũ vô để rồi tôi cái chỗ đó tôi đi làm dày nè. Cho nên tại đây phải dày mới được. Cái chỗ kia tôi đi, cái ông đó ông đờn dày nè. Bây giờ chỗ này cũng phải đờn dày cho tôi. Nếu không đờn dày là không được. Cái chỗ nọ tôi đi, cái ông mục sư đó ông giảng dày nè. Bây giờ ông cũng phải giảng như vậy mới được. Cái chỗ kia đó, cái ông âm thanh đó, ông chỉnh dài nè. Cái chỗ nọ đó, cái ban thờ phượng dài nè, bây giờ phải làm như vậy. Cái chỗ kia họ ta điều hành công việc Chúa như thế này nè, thì bây giờ mình cũng làm như vậy. Chỗ đó người ta điều hành tiền bạc như vậy, phải làm như vậy. Chỉnh nhanh hết, tiêu hết luôn. Thưa quý vị, nguyên một năm chùa vừa qua tôi điều đứng với những cái chuyện như vậy. Phải nhẹ nè, toàn là phải dài không. Thậm chí tôi xây dựng hội thánh mười mấy năm nay mà tôi còn không đem một cái gì của cái đó để vô xây dựng. Bắt đầu cái mới, để bắt đầu cái đã nói hướng đi mới là nó phải mới. Mà đem cái cũ đó vô không xây dựng được, nó chỉ làm hư mà thôi. Hãy để cho tâm trí của mình là hoàn toàn mới, để Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng mình, hướng dẫn mình, để mình làm ở trong cái cách hướng sự hướng dẫn của Chúa. Chỉ bằng không thì hết kiểu này tới kiểu kia tới kiểu nào, biết chừng nào mình mới làm vừa lòng được cái những ý tưởng đó. Không bao giờ mình đáp ứng được những cái ý tưởng đó cả. Bởi vì chính người nãy giờ mình nói rồi, tôi xác định lại với quý vị, không phải chính người mời ý đâu. Nha. Đồng ý. Vô số kể, vô số ý, không bao giờ làm vừa lòng bất cứ một ý nào hết. Vừa làm cái này thế nào cũng chặt cái kia. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho mình tìm kiếm cái điều ngay thẳng để làm gì? Để xây dựng công việc của Chúa. Và đó chính là điều đẹp lòng Chúa. Và Salomon được tìm được điều đó. Salomon nói, Chúa cho con cái khôn ngoan đó thôi. Đáng lẽ các tôi tôi xin sao? Chúa ơi cho con vài triệu để con mua cái nhà thờ. Thấy không? Nếu Chúa cho mình điều cầu xin, quý vị, nếu Chúa cho quý vị điều cầu xin, mình xin cái gì đây? Dạ? Xin gì? Xin sống lâu. Sống lâu lấy cổ em, sống lâu chi? Mình xin cái gì? Dạ? Chúng tôi ở trên kia xin được chút xíu vậy còn không được nữa kìa. Còn không được vậy. Đừng nói chỉ xin cái gì khác. Quý vị ơi, nhưng chúng ta xin cái gì đó mà ngay thẳng ở trước sự hiện diện của Chúa, đó là điều chúng ta cần. Điều gì chúng ta cần xin ở đây? Yeah. Chúa ơi, con sao khó chịu quá. Chúa cứu con để con dự phần xây dựng hội thánh của Chúa. Chúa ơi, sao con làm biến quá. Cái điều đó còn nguyện đúng không? Xin đúng hay sai? Ồ, làm biến tốt mà. Làm biến cho đỡ, đỡ mẹ. Ồ, con làm biến quá Chúa. Chúa cứu con để con chết đi cái bản tính xác thịt của con.
để con xây dựng thành được Chúa. Chúa ơi, sao con cái miệng phim bộ hoài mà con không bỏ được? Bữa nay tôi đặt máy rồi. Đặt máy rồi chị? Ừ, hả? Không có hả? Ờ. Xin Chúa thương xác chúng ta. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta tìm những cái điều mà vừa lòng Chúa để cầu xin. Cái người mà đẹp lòng Chúa đó là cái người, những người biết riêng mình ra cho Chúa, biết riêng mình ra cho Chúa. Không, mình không phải chỉ nhật mình đi đến nhà thờ các mình biết riêng mình ra cho Chúa đâu. Nhiều khi chủ nhật đi nhà thờ đẹp lòng Chúa chưa? Dạ. Chủ nhật mình đi nhà thờ có đẹp lòng Chúa không nè? Có. Chắc không? Phải chắc ha. Rõ ràng ha. Chủ nhật đi thờ phượng mà là đẹp lòng Chúa lắm à. Nhưng mà trong suốt một tuần lễ mình có biệt riêng ra cuộc đời của mình ra cho Chúa không? Hay là trong suốt một tuần lễ mình muốn làm gì đó làm, muốn sống sao đó sao? Cái đó có Chúa biết ra biết. Giờ hỏi ổng mới biết chứ hỏi bà biết. Nhiều khi hỏi ổng hỏi bà còn chưa biết nữa đó. Tôi thấy có những ông giáo hay quá đi thôi. Giáo kỹ lắm à. Ở nhà vậy đó, đi làm vậy đó, nhưng mà bồ bên này ở ngoài đó à. Bồ bên tùm lum đó nè, hẹn hò tùm lum đó nè. Có những người ta hai ba cái điện thoại luôn à. Đó không? Đó hả? Có những ông ta hai ba số điện thoại luôn à, giấu kỹ lắm mà. Nói những bà cũng giấu thôi, khỏi chỗ chê luôn á. Không có giấu luôn à. Chỉ cấp kỹ thôi chứ giấu chị. Ô cầu nguyện xin Chúa cho mình không chỉ đẹp lòng Chúa Chủ nhật đi vô nhà thờ mà thôi, nhưng trong cuộc sống hàng ngày của mình, cái thực tế của cuộc sống hàng ngày của mình cũng sẽ phải sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, biệt riêng ra, biệt riêng cuộc đời của mình ra. Thưa quý vị, tự nhiên đùng một cái mà bữa nào đó dẫn mấy đứa con về trình diện. Không dẫn mấy đứa con về trình diện thì sao? Ờ, tôi chán bà con ơi. Ờ, giờ mình ly dị rồi. Tôi gặp nhiều trường hợp này. Cầu xin Chúa thương xót. Bởi vì chúng ta thấy sao? Con anh, con em, con chúng ta thì tùm lum đó. Cầu xin Chúa thương mình. Biết biệt riêng cuộc đời của mình nè. Biệt riêng ra không phải là một chủ nhật đi đến nhà thờ mà thôi, nhưng biệt riêng ra trong cả một tuần lễ, trong cả những ngày của cuộc sống của chúng ta, mình biết mình thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mình. Biệt riêng ra. Thưa quý vị, Timôthê dạy như thế này: không một người tiên kiến nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu với đời. Mục tiêu của người này làm vừa lòng người chiêu mộ mình. Cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta là muốn vừa lòng ai? Dạ, muốn vừa lòng Chúa. Đôi khi mình muốn vừa lòng con người mình giàu chút, mình sao chút. Nhưng mà thưa quý vị, cầu nguyện xin Chúa cho mình biết vừa lòng con người, vừa lòng Chúa. Không vừa lòng con người, nhớ rằng biệt riêng cuộc đời của mình ra, biệt riêng gia đình của mình ra, biệt riêng chức vụ của mình ra, biệt riêng cái vai trò của mình ra, nhất là ban thờ phượng. Quý vị ơi, cầu nguyện xin Chúa thương xót. Tôi nhớ ở chúng tôi lúc mới thành lập Thờ Thánh, mới thành lập mới này, cầm người. Ai biết đờn là cứ mời vô, ai biết hát cứ mời vô. Rồi cái gì biết không? Đờn vừa xong hát vừa xong đi ra nhà thờ phía sau. Biết làm gì ngoài đó không? Dạ? Yeah. Biết làm, cái gì biết vậy không? Kéo vài điếu, kéo vài hơi đi vô. Đi vô nhà thờ làm gì?
ghế mà em yêu vậy là thôi hết sảy. Ngã cái cổ con cá. Không có cái sự việc riêng đó. Không có cái nếp sống việc riêng ra. Đơn đơn hát thì hát, làm việc thì làm việc. Học kinh thánh thì học kinh thánh, dạy thì dạy, thậm chí có những người dạy trường chủ nhật lúc kia. Dạy trường chủ nhật lúc, dạy trường chủ nhật xong, tới nhà thờ, vừa xong dạy trường chủ nhật tuyên bố trong cái giờ thờ phượng nó không ở trong nhà thờ. Không ở trong phòng nhau. Đi làm security đi, không phải vòng vòng ở ngoài đường, ở ngoài khu phim nhà thờ. Mà không phải trách nhiệm của mình làm security đi. Không phải mình làm cái trách nhiệm bảo vệ hay là coi xong gì cả. Cứ đi lòng vòng ở ngoài đường vậy đó. Rồi cuối cùng gọi là đạo vòng. Được gọi là đạo vòng. Dạy trường chủ nhật, giáo viên trường chủ nhật. Dạy ra mà cuối năm bằng được lãnh thưởng. Cũng là thưa quý vị, mình không có cái nét sống biệt riêng nó ra cho Chúa. Muốn sống theo cách của mình. Rồi tới ngày tới giờ là làm việc mà làm việc như vậy thôi. Chứ làm sao mà thánh linh tăng trưởng được vậy? Làm sao mà mình kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa được? Làm sao mình kinh nghiệm được công việc của Chúa trên cuộc đời của mình? Trong khi đó mình coi thường Chúa qua đây. Quý vị nhớ ông thầy tế lễ Heli không? Ông vừa là thầy tế lễ của dân sự mà ông vừa là cái gì nữa? Là quan xét của dân sự mà ông làm, ông cai trị dân sự 30 năm, ông cai trị 40 năm, dễ sợ. Một ông thầy tế lễ, một ông quan trưởng, không thờ phượng Chúa, không tin kiến Chúa mà cai trị dân sự 40 năm, là quý vị nghĩ cái dân sự đó sao? Đến nỗi hai đứa con của ông sao? Quý vị nhớ hai đứa con của ông thầy tế lễ Heli là ai không? Là ông Hophni với lại ông Phinehas. Hai ông đó sao? Dân sự Chúa đem thế lễ tới, ông làm gì? Ông sai đệ tử của ông ra lấy cái xiển ba đó làm gì? Chỉ lấy vô một cái miếng nào chính là của ông đó. Rồi sao nữa? Rồi ngoài cái chuyện đó ra rồi ông làm gì nữa? Hai con của ông ấy làm gì? Ăn nằm với những phụ nữ phục vụ ở trong đền thờ. Mà ông quan trưởng và một ông thầy tế lễ là cha của hai ông thầy tế lễ con đó. Cuối cùng chú nói gì? Chú nói gì? Mặc dầu trước kia ta phán với nhà của ngươi và nhà của cha ngươi là ngươi sẽ làm thầy tế lễ đời đời, bây giờ đã thay đổi rồi, không còn như vậy nữa, và sự hình phạt, sự sửa phạt sẽ ở trên nhà ngươi cho đến đời đời, và trong dòng dõi của ngươi không có một người nào mà hưởng được tuổi già cả, chết hết tuổi thanh xuân. Và Chúa nói gì? Không có một của lễ nào để chuộc được gia đình ngươi. Bởi vì người coi thường ta thì ta sẽ coi thường người, và những người tôn trọng ta, ta sẽ tôn trọng lại. Nếu chúng ta không có một cái nếp sống coi trọng Chúa, tôn trọng Chúa, chúng ta có một cái nếp sống coi thường Chúa hàng ngày ở trong cuộc đời của mình, không phải đợi đến nhà thờ này thôi đâu, nhưng mà ngay ở nhà của chúng ta, ngay chỗ riêng tư của chúng ta, nếp sống ở nhà, nếp sống đi làm, nếp sống bạn bè, ở giữa mọi nơi chúng ta đi, và cuộc sống của chúng ta có thật sự được biệt riêng ra để làm đẹp lòng Chúa. Nếu chúng ta có nếp sống đó, amen tạ ơn Chúa. Nếu không, xin Chúa thương xót chúng ta. Cái người thứ ba người đẹp lòng Chúa đó là người thật sự đạo phục Chúa. Thật sự đạo phục Chúa. Nếu chúng ta không đạo phục Chúa, tội gì chúng ta cũng phạm được. Nếu không thật sự đạo phục Chúa, người nào trong chúng ta cũng phạm tội được hết. Và tội gì chúng ta cũng phạm được hết. Nếu không thật sự đạo phục Chúa.
Hebrew đoạn 11, đoạn 13, câu 21 chép như thế này. Tôi đọc luôn câu 20 đi. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng châm chiên lớn, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta ra khỏi sự chết, cung ứng cho chúng ta mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp lòng đẹp ý Ngài. Thưa quý vị, Chúa đã làm hết tất cả cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và cung ứng cho chúng ta đủ cách để chúng ta sống theo ý Chúa. Đừng ai trong chúng ta nói là sống theo ý Chúa đẹp ý Chúa không có thưa các. Chúa đã cung cấp hết cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta có mọi thứ cung ứng đầy đủ để sống cho vừa ý Chúa, sống cho đẹp ý Ngài. Vì vậy thưa quý vị, chỉ cần đầu phục Chúa liên tục thì chúng ta có đủ cách để chúng ta sống vừa ý Chúa. Còn nếu chúng ta không thật sự đầu phục Chúa mà chúng ta đầu phục xác thịt của mình, làm theo chúc phận của mình, làm theo ý của con người, sống theo ý của con người, chiều theo đời này, chiều theo cách này, chiều theo cách nào, chúng ta không thật sự đầu phục Chúa, chúng ta không có cách gì sống đẹp ý Chúa cả. Bởi vì mọi cách để đẹp ý muốn Đức Chúa Trời là điều được cung ứng cho chúng ta ở đâu? Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta có mọi cách để sống đẹp ý Chúa, chứ không phải trong nhà thờ, chứ không phải trong giáo hội, chứ không phải trong tổ chức mà chúng ta có cách này cách kia để làm đẹp ý Chúa đâu thưa không. Tổ chức có thể kéo chúng ta xa Chúa, nan đề này nan đề kia kéo chúng ta xa Chúa, nhưng trong Đức Chúa chúng ta được cung ứng đủ cách để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Vì vậy hãy đầu phục Chúa. Nếu chúng ta không thật sự đầu phục Chúa, rất khó thưa quý ông bà quý anh chị. Cái điểm cuối cùng, điểm thứ tư, cái người mà thật sự đẹp lòng Chúa thì cái người luôn đồng hành với Chúa. Như ông Hê-nóc, ông Hê-nóc làm gì? Ông đồng đi với Chúa. Ông Hê-nóc bởi đức tin thì Hê-nóc được cất lên và không trải qua sự chết. Người ta không thấy ông nữa. Một ngày nào đó mình không thấy nhau nữa. Làm sao? Ngày đó mình được cất lên ha. Mình được đồng đi với Chúa ha. Nhưng mà điều đáng tiếc thay là gì? Tự nhiên từ sau mình không thấy một người nào đó ở trong hội thánh của Chúa. Có phải vì đồng đi với Chúa hay là sao? Hay là đồng đi với xác thịt bỏ rớt, phiền một người là đâu cái bỏ rớt, phiền cái gì đâu cái bỏ rớt, tự nhiên đang ngon lành cái bỏ rớt, đồng đi với Chúa hay đồng đi với xác thịt? Xin Chúa thương xót chúng ta, xin Chúa cho chúng ta có nhiều hay lắm. Nhiều hay đốc mà kính sợ Chúa nha, chứ không phải mà hay đốc đi theo cái kiểu mà đêm ma đã lìa bỏ tao rồi. Quý vị nhớ câu đó không? À, quý vị nhớ đêm ma là ai không? Dạ, có ai biết ở đây biết đêm ma không? Dạ, đêm ma là một người đồng hành với sứ đồ Phaolô. Ông đi với sứ đồ Phaolô từ chỗ này đến chỗ kia hầu việc Chúa, mở mang công việc Chúa. Đúng một cái ông sứ đồ Phaolô nói gì? Đêma đã bỏ ta rồi vì người. Vì người sao? Yêu mến Chúa quá. Thấy không? Nhưng mà người vì người ham hố đời này. Đêma đã bỏ ta rồi vì người ham hố đời này. Tôi ước cao rằng chúng ta đi với Chúa, bởi vì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ giống như Hê-nóc, nhưng chúng ta cũng có những cái cơ hội để trở nên giống như
đêm nay, ngày hôm nay tôi đứng đây, tôi đứng đây ngày hôm nay, chưa hẳn là ngày mai tôi còn đứng đây. Tôi có thể học với tiếp mục với quý vị cái bài này, nhưng nếu tôi không giữ mình thì ngày mai tôi bỏ rồi. Nếu tôi không làm theo, không đi trong con đường này, thì chúng ta sẽ không phải là một hệ nóng, nhưng mà một là gì? Là một hứa quý, là một phước lành, là một gì không, cái gì không, cái gì không, cái gì không, dạ, không quên rồi anh, cái gì quên rồi, anh Tuấn Nam, rồi chị Thảo, hãy trở nên những con người đó nhưng mà đồng hành với Đức Chúa Trời. Đừng trở nên những con người như thế mà, nhưng hãy trở nên những hê nóc của hội thánh Ovec Nam Cali này. Amen. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta trở nên những con người đó, những hê nóc ở tại Ovec này. Và cầu nguyện xin Chúa cháy lên nhiều hê nóc ở trong Ovec chúng ta, là những người đồng đi với Đức Chúa Trời, chứ không phải là những người đồng đi với tổ chức, với con người, với xác thịt. Amen. Với nhau để hình công việc phát triển công việc của Chúa. Như vậy bốn người không đẹp lòng Chúa đó là sao? Là những người chỉ sống theo, chỉ sống vừa lòng mình, chỉ sống vừa lòng người ta, chỉ sống vừa lòng xác thịt, và chỉ không có lấy tiền. Bốn người không đẹp lòng Chúa. Mà bốn người đẹp lòng Chúa là gì? Quên rồi. Dạ, tôi cũng quên. Thứ nhất, tìm kiếm điều ngay thẳng là từ Chúa. Cái gì là tìm kiếm gì? Quên mất rồi. Thứ nhất, tìm kiếm những gì vừa lòng Chúa, có nghĩa là sự khôn ngoan đó. Cái gì là gì? Biết biệt riêng cuộc đời của mình ra cho Chúa, biệt riêng nó ra. Rồi thứ ba là gì? Đầu phục Chúa. Và thứ tư là đồng đi với Chúa. Xem lại, mình đang đồng đi với ai? Xin Chúa thương xót chúng ta. Giờ sẵn sàng sống đẹp lòng Chúa chưa? Yes. Yeah. Đẹp lòng Chúa nha. Quyết định vậy nha. Quyết định sống đẹp lòng Chúa nha. Đừng để giống như là tháng trước mình nghe chết rồi sống, nhưng mà thật sự chưa chết đó. Thật sự chưa chịu chết đó. Nhưng mà lần này phải sống đẹp lòng Chúa thì thật sự đẹp lòng Chúa nha. Đừng giả chết nữa. Hay đừng chết giả nữa. Nhưng mà thật sự có một nơi sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta đồng ý với nhau, nhắc nhở nhau không đi? Yes. Mình nhắc nhở với nhau không? Mình sẵn sàng hạ mình xuống để mình nhắc nhở với nhau, để mình sống đẹp lòng Chúa không? Nếu ai đó sống không đẹp lòng Chúa, nếu ai đó có nếp sống không đẹp lòng Chúa, thì mình nhắc nhở nhau một chút được không? Yes. Hạ lòng xuống để nhắc nhở nhau một chút được không? Khi được nhắc nhở đừng có giận. Khi được nhắc nhở đừng có buồn. Ông ơi, ông hai ba bạc ông bỏ đi, ông trở về một bà thôi, đừng buồn. Ông ơi, bà ơi, ông hai bà ông đó, bà bỏ hết đi, bà trở về với một ông thôi, đừng có buồn. Bà ơi, sao bà dữ quá, bà thay đổi một chút đi, đừng có buồn. Nhắc nhở nhau để sống đẹp lòng Chúa. Ông ơi, bà có phim nhiều quá, bà bỏ bớt đi, xin đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì nhắc nhau chút, đừng giận. Ông mục sư ơi, ông cần cầu nguyện hơn. Ông bà mục sư ơi, ông phải đi thập niên, nhắc nhở nhau một chút để làm gì? Để làm tốt công việc Chúa, xây dựng công việc Chúa, đừng giận. Nếu mục sư nhắc nhở quý vị mà mình phải làm cái này, thay đổi cái kia, đừng giận. Để làm gì? Để sửa, để làm đẹp lòng Chúa chứ, phải không? Bà ơi, ông ăn bẩn kiểu này, ông lên ông thờ phượng kiểu này, ông chạy tới chạy lui, ông làm lỗ sụp hết. Thôi bây giờ đừng làm nữa, dừng lại đi. Thì sao? Đừng có giận. Mà phải làm gì? Sửa lại.
thêm, nhắc nhở nhau một chút. Chỉ có cách đó mới thật sự sống đẹp lòng Chúa thôi. Bởi vì sao? Ai trong chúng ta cũng dễ vỡ hết. Phải nói một điều, ai trong chúng ta cũng dễ vỡ, đừng vô lỡ, đừng vô lỡ. Nhưng chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho những cái dễ vỡ đó nó được hàn gắn và nó được chữa lành một cách đầy trọn. Và khi tất cả chúng ta là những người được chữa lành, thì lúc bây giờ tất cả chúng ta nhắc nhở nhau để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Là lúc chúng ta bắt đầu xây dựng, chúng ta sẽ không bao giờ xây dựng được hội thánh khi chúng ta chưa thật sự sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta sẽ dùng được đâu. Cho kính mời Thánh chúng ta được chúng ta có được. Mỗi người chúng ta có được. Sống với nhau trong tình yêu, trong sự tha thứ, trong sự hiệp một. Nhờ lời Chúa ở với hội thánh của Chúa cùng mỗi anh em chúng con để giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày chúng con sửa đổi được chính mình. Sống đẹp lòng Ngài, chúng con cảm ơn Chúa và cùng nguyện hiện lên Jesus Christ. Xin quý vị đã ngồi. Xin mời quý vị. Bây giờ đến giờ tiệc thánh, mặc dù chương trình hay là nhưng mà đây là một cái lễ rất là quan trọng trong hội thánh giáo hội Vĩnh Lâm. Chúng ta sẽ có thời giờ tiệc thánh với nhau. Tôi xin đọc lời của Chúa. Vì tôi biết những nơi Chúa đều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là trong đêm Chúa, Đức Chúa Giêsu bị phản ngọt. Ngài lấy bánh tạo đến rồi đẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một ngày ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, để khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao vị chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ bị mắc tội với thân và huyết của Ngài. Vậy mỗi người phải tự xét mình rồi mới ăn bánh uống chén này. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén, tức là ăn uống sự phát sáng cho chính mình. Vì lý do đó mà trong anh em có những người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Xin mời một sư là chúng tôi đến đây để chúng ta sẽ làm phát triển thắng. Lời của Chúa dạy dỗ là cái tiệc thánh không phải là mình ăn một cái bánh để nhớ tới sự chết và sự sống của Chúa thôi, nhưng mà nó có một cái sự màu nhiệm ở trong đây. Vì thế nếu ai ăn bánh uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Nếu mình ngồi ở phòng coffee mình ăn mình uống thì đang không sao hết. Nhưng mà ở đây mình ăn uống bánh từ trên việc uống có thể mắc tội được. Thành ra chúng tôi muốn đưa với quý vị tiệc thánh là một cái có cả cái một cái sự mời nhiệm, chứ không phải là chỉ là ăn bánh uống chén được nữa. Nếu không thì phải. Và Chúa nói cho những người bị bệnh và những người qua đời nữa là vì không ăn uống bánh của Chúa, huyết của Chúa, nước của Chúa một cách xứng đáng với Ngài. Vậy thì giờ này xin chúng ta cùng dâng
vài phút để cầu nguyện. Trước mặt Chúa, trước khi chúng ta sẽ lên đây và tôi chúng ta sẽ đưa nước nho cũng như bánh cho quý vị trả lại, rồi sau đó chúng ta sẽ được cùng nhau tại đền thờ. Lạy Chúa, giờ này chúng con đến với Chúa và chúng con biết rằng giờ là giờ trang nghiêm. Như vậy chúng con, như chúng con ăn bánh và uống chén nước này cũng không xứng đáng thì mắc tội trước mặt Chúa. Cho nên giờ này chúng con đến trước mặt Chúa xin tội ra trước mặt Ngài. Tội thánh của Chúa, con dân Chúa và chính mình cũng được chúng con tội của Chúa. Nếu các tội này không xứng đáng trước mặt Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Huyết của Chúa trên cây thập giá rửa sạch tội lỗi chúng con, tắm như tuyết, làm cho chúng con xứng đáng tiếp tục sống để hầu việc Ngài, để làm vị đại của Ngài. Chúng con cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm cầu nguyện vì lời Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, xin mời quý vị lần lượt đi tới đây để nhận bánh và chén, rồi sau đó chúng ta sẽ dự tiệc chung. Trong đền Chúa, Giêsu bị phản đồ, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán này: này là thân thể ta vì các ngươi phó cho, hãy làm điều này để nhớ. Ngài lại lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các con uống hãy làm điều này để nhớ ta.
Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban tình yêu của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với hội thánh của Chúa từng người một, giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa kể từ ngày phút này cho đến giờ Chúa Giêsu chúng con trở lại. Amen. Để chúng con cầu nguyện. Dạ, chúng ta.